Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa quả vị độc giác, vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát, vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không, không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa, nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ.